Và kính thưa quý vị, tin từ Mexico, trẻ em tại vùng nguy hiểm nhất của Acapulco đang nhận được sự giúp đỡ thoát ra khỏi cảnh giết người, bạo lực và ma túy diễn ra hàng ngày trong thành phố nghỉ mát nổi tiếng này bằng âm nhạc của Vivaldi và Beethoven. Ở ngoại ô bạo lực của thành phố Remacimiento, hơn 100 học sinh đã tham gia thành lập một dàn nhạc thanh niên địa phương nhằm giúp các trẻ em có nguy cơ cao. George Flores, cha của một trẻ em tham gia chương trình, nói rằng các con ở đây tham gia vào chương trình này để bớt nhìn thấy cảnh bạo lực trên đường phố. Âm nhạc sẽ giúp các con tôi quên đi tội ác tại nơi này. Ra mắt vào tháng 7, chương trình xã hội này là miễn phí và hầu hết những em tham gia đều có ít hoặc chưa có kinh nghiệm gì về âm nhạc. Độ tuổi từ 8 cho đến 18, các thành viên của dàn nhạc Remacimiento đã tạo được sự một số lượng người hâm mộ, bền bỉ khi họ biểu diễn các tác phẩm kinh điển mỗi ngày trong một công viên tại địa phương. Dàn nhạc mới mẻ này thậm chí còn thu hút được sự chú ý của nhà bảo trợ âm nhạc người Tây Ban Nha, Placido Domingo. Dự kiến dàn nhạc sẽ ra sân khấu Domingo vào cuối tháng này trước 20.000 khán giả ước tính. Xem nhạc cổ điển như là một công cụ để thay đổi xã hội, giảng viên violin Katerina Mamonova đã lên chương trình cho dàn nhạc giao hưởng Acapulco trao đổi âm nhạc với Ukraine. Cô hy vọng chương trình sẽ giúp trẻ em từ cuộc sống tội phạm sẽ quay trở lại. Ý tưởng đằng sau chương trình là dùng âm nhạc để kết nối cùng nhau, nuôi dưỡng lòng tốt và sự hợp tác nơi trẻ em. Những giá trị sẽ giúp trẻ em vượt qua được đói nghèo và thất bại. Với bạo lực ma túy tăng mạnh ở Acapulco trong những năm gần đây, người ta hy vọng dàn nhạc thanh thiếu niên của thành phố có thể mang lại niềm hy vọng cho nhiều trẻ em trong cảnh khốn cùng. Sáng kiến này lần đầu tiên được thử nghiệm ở Venezuela bằng một chương trình tương tự, đó là dạy âm nhạc cổ điển cho trẻ em nghèo trong các khu ổ chuột ở Caracas. Ý tưởng này được nhân rộng ở Vương quốc Anh, Bồ Đào Nha và Canada.